Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong đêm ngày 23 tháng 9 ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh đến cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều ngày 24 tháng 9, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17 đến 20 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp, lúc 13 giờ, vị trí ở vào khoảng 19 đến 20 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 110,5 độ Kinh Đông trên Biển Đông. Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh. Ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Đảo Cô Tô có gió giật cấp 7, cấp 8. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ nhận định cả hai vùng áp thấp trên khó có khả năng phát triển thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, vùng áp thấp ở Vịnh Bắc Bộ gần Việt Nam có thể ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và trên đất liền, đồng thời các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên khó lường, nên áp thấp này đang được các cơ quan khí tượng theo dõi. Cơ quan khí tượng dự báo ngày 24 tháng 9 ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo trong 3 tháng cuối năm, Biển Đông sẽ có nhiều cơn bão áp thấp nhiệt đới hơn trung bình nhiều năm, trong đó 2-3 cơn bão có thể ảnh hưởng đến đất liền. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu cho biết, ENSO đang ở trạng thái trung tính khi nhiệt độ mặt nước biển, khu vực Xích Đạo và trung tâm Thái Bình Dương trong giai đoạn giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 đang ở mức âm 0,5 đến âm 0,5 độ C. Cơ quan này dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong 3 tháng từ tháng 10 đến tháng 12 với xác suất khoảng từ 50 đến 70%. Dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức sấp xỉ đến cao hơn từ 4 đến 5 cơn trên Biển Đông và 2 đến 3 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng La Nina sẽ tiếp diễn trong 3 tháng cuối năm 2024, khiến bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông diễn biến phức tạp và có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm 1,9 cơn, tập trung chủ yếu vào khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Cần đề phòng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông, trung tâm nhận định. Theo dự báo tháng 10 đến tháng 11, ở Bắc Bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 10-20%, vùng núi thấp từ 5-10%. Tháng 12, mưa phổ biến từ 20-40mm, thấp hơn trung bình nhiều năm 5-10mm. Trung Bộ sẽ là tâm điểm mưa trong 2 tháng tới. Dự báo tháng 10-11, mưa cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%. Trong đó, tháng 12, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, mưa phổ biến từ 100-200mm, cao hơn trung bình từ 10-15mm. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, mưa phổ biến từ 250-500mm, cao hơn trung bình 30-60mm. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, mưa phổ biến từ 30-80mm, cao hơn trung bình từ 15-30mm. Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 tháng tới, mưa cao hơn 5-20% cùng thời kỳ. Tháng 12, khu vực Tây Nguyên, mưa phổ biến từ 30-50mm. Riêng một số nơi ở khu vực Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, cao hơn trung bình từ 10-30cm. Do lượng mưa vượt mức trung bình nên tình hình lũ trên cả nước diễn biến phức tạp. Dự báo trong 3 tháng tới, lưu lượng nước trên các sông ở Bắc Bộ sẽ cao hơn trung bình từ 10-20%, đặc biệt các hồ Tuyên Quang trên sông Gâm và Thác Bà trên sông Chảy có khả năng vượt mức trung bình thường từ 30-70%. Bắc Trung Bộ từ nay đến tháng 11, các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt lũ, ở Nghệ An, Hà Tĩnh 3-4 đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ hạ lưu sông Mã mức báo động 1, sông Cả, sông La có khả năng trên báo động 2. Tháng 12, mực nước trên các sông giảm dần. Trung Trung Bộ dự kiến sẽ hứng chịu từ 3-5 đợt lũ lớn từ tháng 10-12, tập trung chủ yếu vào tháng 10 và tháng 11. Mực nước lũ có thể lên đến báo động 3 trên một số sông. Đỉnh lũ năm 2024 có khả năng sấp xỉ đến cao hơn trung bình. Nam Trung Bộ tháng 10-11 có khả năng xuất hiện từ 2-4 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở Bình Định, Khánh Hòa ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3. Các sông ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận trên báo động 3. Lượng dòng chảy trên sông cao hơn trung bình từ 20-50%. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu dự báo gió mùa Đông Bắc năm nay sẽ có sự thay đổi về cường độ. Các tháng đầu mùa, tháng 11, tháng 12 năm 2024, gió mùa đông sẽ yếu hơn hoặc sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, gió mùa Đông Bắc có thể mạnh lên và vượt mức trung bình.
các đợt rét đậm rét hại xảy ra trong các tháng chính đông từ nửa cuối tháng 12. Nhiệt độ trung bình tháng 10 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5 đến 1 độ C. Sang tháng 11 và tháng 12, nhiệt độ có xu hướng giảm về mức trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ trong 2 tháng cuối năm có thể thấp hơn trung bình khoảng từ 0,5 độ C. Các tháng cuối năm, mưa bão trên Biển Đông diễn biến phức tạp và có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm 1,9 cơn, tập trung chủ yếu vào khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Miền Trung, tâm điểm mưa lũ những tháng cuối năm. Nhận định về ảnh hưởng của hiện tượng La Nina từ nay đến hết năm 2024, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho rằng hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính. Dự báo thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Sau đó hiện tượng ENSO duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 65-75%. Như vậy, càng về cuối năm, xác suất xuất hiện La Nina lại càng lớn. Hiện tượng La Nina sẽ gây nguy cơ mưa, bão, lũ dồn dập trong những tháng cuối năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Dự báo từ nay đến hết năm 2024, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, số bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ, khu vực phía Nam. Đồng thời cần đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Viện Khoa học, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu cho biết ENSO đang ở trạng thái trung tính khi nhiệt độ mặt nước biển, khu vực Xích Đạo và Trung tâm Thái Bình Dương trong giai đoạn giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 đang ở mức -0,5 độ C. Cơ quan này dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong 3 tháng 11 đến tháng 12 với xác suất khoảng 50-70%. Dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức sấp xỉ đến cao hơn 4-5 cơn trên Biển Đông và 2-3 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng La Nina sẽ tiếp diễn trong 3 tháng cuối năm 2024, khiến bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông diễn biến phức tạp và có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm 1,9 cơn, tập trung chủ yếu vào khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Cần đề phòng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông. Viện Khoa học, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu dự báo gió mùa đông năm nay sẽ có sự thay đổi về cường độ. Các tháng đầu mùa 11, 12 năm 2024, gió mùa đông sẽ yếu hơn hoặc sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, gió mùa đông bắc có thể mạnh lên và vượt mức trung bình. Các đợt rét đậm rét hại xảy ra trong các tháng chính đông từ nửa cuối tháng 12. Nhiệt độ trung bình tháng 10 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5 đến 1 độ C. Sang tháng 11 và 12, nhiệt độ có xu hướng giảm về mức trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ trong 2 tháng cuối năm có thể thấp hơn trung bình khoảng 0,5 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.